Ngày 25 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ khởi công dự án tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ. Sự kiện này góp phần làm tăng nguồn vốn FDI của Việt Nam trong quý 1 năm 2013 lên hơn 6 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký. Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nghi thức khởi công dự án tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên do Samsung Electronics làm chủ đầu tư đã được tiến hành tại khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Tổ hợp được xây dựng trên tổng diện tích 100 hecta, trong đó Samsung sẽ tập trung sản xuất điện thoại và một số loại sản phẩm linh kiện điện tử công nghệ cao, với công suất tối đa 100 triệu sản phẩm một năm. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào sản xuất từ tháng 11 năm 2013, thu hút 2.000 lao động địa phương và có thể tăng lên 30.000 lao động trong những năm tiếp theo. Việc xây dựng tổ hợp công nghệ cao thứ hai tại Thái Nguyên hôm nay là một minh chứng sinh động hơn nữa cho mối quan hệ hợp tác đầy hiệu quả giữa hai nước Việt Nam, Hàn Quốc. Theo dự án đầu tư, khi toàn bộ tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên đi vào vận hành sẽ đóng góp khoảng trên 20 tỷ đô la Mỹ vào kim ngạch xuất khẩu mỗi năm, đồng thời góp phần đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử tại khu vực phía Bắc.